Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Forex Show and Buy. Mình là Hoàng, người sáng lập ra kênh. Thì trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái công cụ của RSI vào trong TradingView để phục vụ vào trong quá trình giao dịch scalping của mọi người. Thì trước khi đi vào chi tiết của video ấy, mình cũng nói luôn, đó chính là mục đích của video này là chia sẻ thông tin và kiến thức, chứ không phải là mục đích kêu gọi hay là rủ rê mọi người bỏ tiền vào đầu tư. Nên mà mọi người cần phải là làm rõ cái mục đích của video này giúp cho mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của video này. Thì bây giờ mọi người mở cái TradingView lên. Thì cái công cụ đầu tiên mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là RSI Candle. Thì để thêm cái công cụ này vào trong biểu đồ ấy, mọi người gõ chữ RSI Candle giúp mình. Đây, mọi người chọn cái RSI Candle của Glass nha. Rồi ở đây mọi người thêm cái RSI truyền thống vào giúp cho mình. Khi mà mọi người thêm vào ấy, để cho nhìn và quan sát dễ hơn thì mọi người cài đặt lại một chút giúp cho mình. Ở đây mọi người sẽ chuyển hết sang màu trắng. Ok, còn RSI truyền thống thì mình sẽ để ở màu vàng để cho mọi người dễ quan sát. Ok, thì ở đây trên màn hình mọi người sẽ nhìn thấy hai biểu đồ. Biểu đồ đầu tiên là biểu đồ nến và biểu đồ thứ hai là biểu đồ RSI. Thì cái biểu đồ RSI màu vàng này thì hầu hết mọi người đã biết rồi nên mà mình sẽ không giới thiệu nữa. Còn cái biểu đồ nến ở đây sẽ có thêm một cái nến màu trắng, thì có lẽ là mình sẽ giải thích một chút về cái nến màu trắng này để cho mọi người hiểu hơn. Thì như mọi người biết, bình thường nến sẽ có màu xanh hoặc là màu đỏ thôi. Và đây chúng ta sẽ có thêm một cái loại nến nữa, đó chính là nến màu trắng. Vậy thì nến màu trắng này ấy, là những cây nến ở trong vùng có mua và có bán. Cụ thể đó chính là khi mà RSI nó dưới vùng 30 thì lúc này những cây nến ở trong cái vùng đó sẽ là màu trắng. Khi mà RSI nó nằm ở trên đường 70 thì lúc này những cây nến ở trong cái vùng đó sẽ là màu trắng. Rồi, vậy thì mục đích chính của chúng ta hôm nay đó chính là cái công cụ này sẽ phục vụ gì vào trong quá trình giao dịch của chúng ta. Thì khi mà mình sử dụng cái indicator này thì mình thấy cái khung thời gian mà sử dụng hiệu quả nhất đó chính là khung thời gian M5. Đồng nghĩa với việc là mọi người sẽ sử dụng cái indicator này để có thể là giao dịch scalping. Về cách thức giao dịch thì cách thức giao dịch khá là đơn giản. Đó là mình sẽ mua tại cây nến đầu tiên thoát khỏi vùng quá bán và bán tại cây nến đầu tiên thoát khỏi vùng quá mua. Đấy. Cụ thể ở đây mọi người để ý này. Đấy. Sau cây nến ở vùng quá bán này xuất hiện một cây nến xanh có RSI trên vùng 30 thì lúc này mình sẽ vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến này. Đây, mình sẽ vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến này. Đấy, mình sẽ vào lệnh buy tại đây. Stop loss mình sẽ đặt ở phía dưới của cái đáy này. Còn take profit mình sẽ đặt theo tỷ lệ là 1:1.5. Đấy, tiếp theo là mình sẽ bán tại cây nến đầu tiên thoát khỏi vùng quá mua. Thì ở đây mọi người thấy này, sau khi mà cây nến trắng này được hình thành ấy, sẽ xuất hiện một cây nến đỏ. Cây nến đỏ này có RSI dưới 70 thì lúc này mình sẽ vào lệnh sell tại đây. Đấy, ở đây mình sẽ vào lệnh sell này. Stop loss mình sẽ đặt ở trên này. Đấy, take profit mình sẽ đặt theo tỷ lệ là 1:1.5. Đấy. Ok, đấy, mọi người nhìn vào đây mọi người hiểu không? Mình sẽ mua tại giá đóng cửa của cây nến đầu tiên thoát khỏi vùng quá bán. Stop loss mình sẽ đặt ở phía dưới của cái đáy này. Take profit sẽ đặt theo tỷ lệ là 1:1.5. Đấy, còn mình sẽ bán tại cây nến đầu tiên thoát khỏi vùng quá mua. Stop loss sẽ đặt ở phía trên đỉnh. Take profit sẽ đặt theo tỷ lệ là 1:1.5. Đấy, cách thức vào lệnh của mình khá là đơn giản như thế này.
Lệnh sau khi mà mọi người đã hiểu được cái cách thức ra vào lệnh và đặt xịt tốt lót và thích cho profit rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ backtest một đoạn để cho mọi người hiểu được cái cách mà khi thị trường nó hoạt động và cái cách mà những cái cây nến này nó hình thành và mình sẽ vào lệnh như thế nào nhé. Ok. Đây, mọi người để ý này. Mọi người để ý nha. Sau khi xuất hiện một cây nến trắng này ở vùng khóa bán thì ngay sau đó xuất hiện một cây nến xanh. Cây nến xanh này có RSI ở trên 30. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ vào lệnh buy. Đấy, vào lệnh buy nha. Đấy, đặt SL và TP theo tỷ lệ là 1.5 này. Ok. Đây chính là tỷ lệ 1.5. Đấy. Chúng ta sẽ xem kết quả này như thế nào nhé. Đấy mọi người để ý này. Đấy, lệnh này đã thắng rồi này. Đấy. Mọi người để ý này. Ở đây lại xuất hiện thêm hai cây nến ở vùng khóa mua. Và sau hai cây nến này xuất hiện một cây nến đỏ. Cây nến đỏ này là cây nến đầu tiên thoát ra khỏi vùng quá mua. Vì vậy ta sẽ vào lệnh sell tại đây. Vào lệnh sell. SL và TP mọi người sẽ đặt theo tỷ lệ là 1:1.5. Đấy mọi người để ý, lệnh này lại chiến thắng rồi này. Đấy mọi người để ý này, lúc này thị trường đang ở vùng quá gì đây, vùng quá bán nha. Chúng ta sẽ đợi một cây nến nào đó mà nó thoát khỏi cái vùng quá bán này thì lúc đó chúng ta sẽ buy. Đây mọi người để ý này, cây nến này chính là cây nến đầu tiên thoát khỏi vùng qua bán đúng không? Chúng ta sẽ vào lệnh buy tại đây. Đấy. Ở đây set stop loss và take profit chúng ta sẽ đặt theo tỷ lệ 1:1.5 này. Đấy. Ok, chúng ta sẽ quay lệnh này như thế nào nhá. Rồi, lệnh này lại chiến thắng tiếp rồi. Đây mọi người thấy này, ở đây là đang xuất hiện hai cây nến tại vùng quá mua. Chúng ta lại sẽ đợi một cây nến mà nó thoát khỏi vùng quá mua này, chúng ta sẽ vào sell đúng không? Đây mọi người thấy này, cây nến này là cây nến đầu tiên thoát khỏi vùng quá mua, vì vậy nên chúng ta sẽ vào lệnh sell tại đây. Ok, chúng ta sẽ quan sát nha. Ok, lệnh này chúng ta lại chiến thắng rồi này. Đấy, vậy chỉ là 4 lệnh chiến thắng rồi nhá. Rồi, ok, hết rồi. Đấy, đấy là vừa rồi là quá trình mà mình đã backtest cho mọi người thấy được rằng khi mà thị trường hoạt động thì những cây nến trắng này nó sẽ được hình thành và cách mà chúng ta cần phải là chờ đợi và ra vào lệnh như thế nào. Thì ở đây mình có một lưu ý nhỏ cho mọi người khi áp dụng cái công cụ này. Đó chính là mọi người chỉ nên áp dụng trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Còn khoảng thời gian còn lại thì mọi người sẽ không tham gia. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái công cụ thứ hai nhé. Công cụ thứ hai mình muốn giới thiệu cho mọi người
đó chính là cái công cụ cung và cầu của RSI. Thì để thêm cái công cụ này vào trong biểu đồ ấy, thì mọi người gõ này RSI Bay. Đấy, đây mọi người thêm RSI Bay Automatic Supply Demand giúp mình nhé. Rồi, để cho mọi người dễ nhìn hơn thì mình sẽ cài đặt cái size của nó lên một chút nữa nha. Ok, được rồi. Ở đây á, mọi người sẽ nhìn thấy những cái vùng giá chấm chấm này. Thì vùng giá chấm chấm này nó sẽ đóng chức năng là những cái vùng giá hỗ trợ hoặc là kháng cự. Đấy, vậy thì cách thức giao dịch ở đây á, đó chính là mọi người sẽ xem những cái vùng giá chấm chấm này như là một cái vùng giá key level. Khi mà nến nó đi vào cái vùng giá này, nếu vùng giá này là vùng giá hỗ trợ thì nó sẽ thúc đẩy cho việc đi lên. Còn nếu vùng giá này là vùng giá kháng cự thì nó sẽ thúc đẩy cho việc đi xuống. Thì như nhìn ở đây mọi người thấy này. Nhìn ở đây mọi người thấy này. Giá này nó đi xuống này, đi lên này, chạm vào cái vùng giá kháng cự, sau đó nó lại đi xuống. Sau đó lại đi lên, chạm vào vùng giá kháng cự, lại đi xuống. Xong đi lên, lại chạm vào vùng giá kháng cự và đi xuống. Đấy. Mọi người thấy đây chính là một cái vùng giá kháng cự rất là mạnh. Vì vậy nên mà nó không thể phá vỡ được. Đấy. Tiếp theo này, nó lại đi lên. Đấy. Tại đoạn này nó hình thành một cái vùng giá kháng cự và hỗ trợ mới. Thì lúc này nó đi sideways, sau đó nó bứt phá lên. Sau đó nó hồi về chạm vào cái vùng giá hỗ trợ này. Chạm vào cái vùng giá hỗ trợ này nó lại đi lên. Đấy, đi lên thì tại đây nó hình thành một cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự mới. Đấy. Thì lúc này giá nó đi nó bứt phá đi lên, sau đó nó lại hồi về chạm vào cái vùng giá hỗ trợ này, sau đó nó lại đi lên. Đấy, đi lên sau đó nó lại hồi về chạm vào cái vùng giá hỗ trợ này. Đấy, sau đó nó lại thúc đẩy đi lên tiếp cho đến khi nó phá vỡ cái vùng giá hỗ trợ này, thì ngay sau đó nó lại hình thành lên một cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự mới. Đấy, cái vùng giá hỗ trợ kháng cự mới này, đấy, nó lại đóng vai trò là một cái đường giá kháng cự. Đấy, mọi người thấy giá nó cứ hồi lên, chạm vào vùng giá kháng cự này, lại đi xuống. Đấy, xong hồi lên, chạm vào vùng giá kháng cự này, lại đi xuống. Hồi lên, chạm vào vùng giá kháng cự này, lại đi xuống. Đấy, đấy chính là cái vai trò của những cái vùng giá cung và cầu của RSI tạo thành này. Nó đóng vai trò là một vùng giá hỗ trợ và kháng cự cực mạnh. Thì để tìm hiểu xem là cách thức mà nó hình thành và chúng ta sẽ áp dụng vào trong giao dịch như thế nào ấy, thì bây giờ mình sẽ backtest một đoạn để cho mọi người hiểu được cách thức mà chúng ta sẽ ra vào lệnh nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào backtest nha. Cái backtest này ấy, khá là mất thời gian ấy, nhưng mà mọi người có thể là tua để cho đỡ tốn thời gian của mọi người. Mọi người thấy này, nến đi đến đâu thì cái thanh này nó sẽ đi đến đấy. Đây, chính là cái lúc này. Mọi người để ý nha, giá nó hồi lên này, đấy, sau đó lại giảm xuống này, chạm vào vùng giá hỗ trợ này, sau đó nó đang có dấu hiệu đi lên đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ vào lệnh buy tại đây. Đấy, chúng ta sẽ dựa vào cơ sở này, chúng ta sẽ buy. Stop loss chúng ta sẽ đặt dưới này, take profit sẽ đặt lỗ trên này. Đấy. Buy ở đây. TP trên này, stop loss trên này. Đấy, tỷ lệ cũng là gần 1:2 rồi. Đấy, mọi người thấy. Vậy là chúng ta đã thắng được cái lệnh này rồi nhé.
Ok, chúng ta sẽ tìm kiếm cái tín hiệu tiếp theo này. Đây chúng ta thấy này, nó đang tạo ra một cái vùng hỗ trợ và kháng cự mới này. Ok, ở đây chúng ta thấy này. Đấy, giá nó tạo ra vùng hỗ trợ và kháng cự mới đi xuống này, không đi lên này và đang có dấu hiệu đi xuống này. Lúc này chúng ta sẽ đợi đợi cho nó hồi lên, chạm vào trên đây. Sau đó nó đi xuống thì chúng ta sẽ sell đúng không? Ok, chúng ta quan sát tiếp này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đúng theo kịch bản. Đấy, là đúng theo kịch bản rồi. Đấy, chúng ta sẽ sell tại đây. Đấy, sell tại đây. Và nó đang hình thành một cái vùng hỗ trợ và kháng cự mới này. Stop loss đặt trên này. Take profit theo tỷ lệ 1.5. Ok, chúng ta sẽ quan sát xem. Ok, đợt này chúng ta lại win này. Đấy, mọi người thấy chưa? Ok, đến cái đoạn này nhá thì mọi người sẽ ứng xử như thế nào? Ứng biến như thế nào? Tức là mình chúng ta sẽ đợi chỗ giá nó hồi về. Hồi về đúng không? Chạm vào vùng hỗ trợ này, sau đó nó đi lên thì chúng ta sẽ buy. Đấy, đây chính là cái kỳ vọng của chúng ta. Đấy, với cái trường hợp này thì như thế nào? Thì mọi người thấy nó đang hình thành một cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự mới. Vậy thì cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự cũ chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Chúng ta sẽ để ý tới cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự mới thôi. Mọi người để ý nó đang tạo thành cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự mới này. Rồi, cái vùng giá hỗ cự mới này thì chúng ta sẽ kỳ vọng như thế nào? Chúng ta sẽ đợi cho nó đi lên, chạm vào vùng giá hỗ trợ, chạm vào vùng giá kháng cự này. Sau đó nó đi xuống thì chúng ta sẽ vào lệnh sell đúng không? Ok, mọi người để ý này, giá nó đi lên này, hãy chạm vào vùng giá kháng cự, sau đó nó đang đi xuống, thì lúc này chúng ta sẽ vào lệnh sell tại đây, đấy, sell tại đây, SLTV chúng ta sẽ đặt theo tỷ lệ là 1.5, ok, đấy, SLTV là theo tỷ lệ 1.5 nha, chúng ta sẽ quan sát này. Mọi người thấy cái vùng giá kháng cự này rất là mạnh. Ok, mãi rồi cũng chiến thắng rồi. Vậy trên lệnh này chúng ta đã chiến thắng rồi nha. Đấy, đây chính là cách thức mà chúng ta sẽ ra vào lệnh khi mà thị trường hoạt động.
Thì khi mà mọi người áp dụng cái công cụ này vào trong quá trình giao dịch ấy, thì mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người sau đây. Đó chính là đối với cái công cụ này ấy, thì mọi người áp dụng được mọi khung thời gian, kể cả là khung thời gian D1, H4, H1, M5. Đấy, mọi người áp dụng được mọi khung thời gian. Thứ hai ấy, là mọi người phải định hình sẵn được khoảng thời gian mà nó có thể là di chuyển. Đấy, ví dụ như khung D1 thì khi mà mọi người vào lệnh ấy, nó có thể là mất khoảng từ 2 đến 3 tuần. Thì lúc đấy mọi người cần phải là xác định sẵn tâm lý là có giữ được 2 đến 3 tuần hay không. À, cái lưu ý tiếp theo đó chính là cái việc mà mọi người sẽ đặt take profit và TP. Thì ở đây mình có hướng dẫn cho mọi người là cách đặt tỷ lệ là 1 chia 1,5. Mọi người có thể là đặt theo tỷ lệ là 1 chia 2 đối với lại cái công cụ này cũng được. Tuy nhiên ấy, mọi người đừng có đặt nó cao quá. Ví dụ như 1 chia 5, 1 chia 6. Lúc đấy thì hơi khó để có thể là chạm được TP đối với cái lệnh như thế. Được rồi, thì video này chắc là mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì tóm lại là video hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người hai cái công cụ của RSI. Công cụ đầu tiên đó là cái công cụ RSI Candle, giúp cho mọi người nhận dạng được những cái cây nến ở vùng quá mua quá bán, và nó thích hợp cho giao dịch scalping ở khung thời gian là M5. Và cái công cụ thứ hai mình giới thiệu cho mọi người đó chính là cái công cụ RSI cung và cầu. Nó sẽ cung cấp cho mọi người những cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự để từ đó mọi người có thể là ra vào lệnh theo cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự đó. Thì với các công cụ thứ hai mọi người có thể là áp dụng giao dịch ở mọi khung thời gian D1, H4, H1, M5 đều được. Được rồi, chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả.